Hiếu. Đi đây đây, con gì hiếu? Cái em biết, cái em biết. Mi mu mà, sao có chim măng? Chim chim á. Chim đen. Đây. Sao không được? Là con sóc chuột. Tên nó gì? A. A gì? A. Á. Ăn chơi. Con này là Kevin. Mà nó A Vin. Vô diện.
Luffy and Zoro. Còn nếu đây là điểm thơm, đây là Goku và Piccolo. Đấy. Thế rồi. Anh em thích làm số video tiếp theo, anh em nhớ like, share và subscribe, comment bên dưới để chúng mình like quá. Subscribe.